Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin trình bày tiếp theo phần thứ tư, lịch sử đen của Công giáo. Cuộc thập ác chinh Aubigen, Công giáo giết người theo Hồi giáo trong các cuộc thập ác chinh. Công giáo cũng giết những người Do Thái trong những cuộc tàn sát vô tiền khoáng hậu. Nhưng không phải tất cả chỉ có thế. Công giáo cũng còn xuống tay giết những người Kitô giáo mà họ cho là lạc đạo hay dị giáo. Nghĩa là những người không chịu tin theo những tín lý nhảm nhí của Công giáo. Cuộc tàn sát những người lạc đạo dã man, tàn nhẫn và ghê tởm nhất của giáo hội Công giáo là cuộc thập ác chinh Aubigen, phát động bởi giáo hoàng Innocent Đệ Tam năm 1208. Giáo phái Kitô Aubigen tương tự như đạo Cao Đài của Việt Nam. Giáo phái này tin vào giáo thuyết của một nhà cải cách Ba Tư Mani, người bị đóng đinh trên thập giá năm 277. Đầu óc cởi mở của Mani chấp nhận tất cả những nhà lập giáo lớn Môi-si, Zoroaster, Đức Phật và Giê-xu. Ngoài ra, giáo phái này còn lên án sự giàu sang và phi luân của giới giáo sĩ Công giáo. Cho nên giáo hoàng Innocent Đệ Tam đã phát động một cuộc thập ác chinh chống giáo phái này, cho phép các thập ác quân được cướp bóc, hãm hiếp và giết bọn người xấu số này. Sau đây là sơ lược diễn biến của cuộc thập ác chinh Aubigen được kể trong cuốn Máu Thánh, Chén Thánh, trang 49-50, năm 1209. Một đoàn quân khoảng 30.000 người gồm các kỵ sĩ và bộ binh như một cơn gió lốc từ miền Bắc Âu Châu tràn xuống Languedoc, vùng chân núi phía đông bắc của dãy núi Pyrenees, ngày nay là miền nam nước Pháp. Trong cuộc chiến tranh này, toàn vùng bị tàn phá, mùa màng phá hoại, các thành phố và thị trấn thành bình địa. Cả một dân tộc bị chém giết. Cuộc tiêu diệt này rộng lớn và khủng khiếp đến độ ta có thể coi đó như là một trường hợp đầu tiên của chính sách diệt chủng. Trong lịch sử Âu Châu hiện đại, thí dụ chỉ nguyên trong thành phố Bì Sai, ít nhất là có 15.000 người, đàn ông, đàn bà, trẻ con bị tàn sát. Nhiều người bị giết ngay chính trong cung thánh của nhà thờ. Khi một sĩ quan hỏi vị đại diện của giáo hoàng, làm sao phân biệt được ai là tín đồ và ai là tà đạo, thì câu trả lời là: giết hết đi, Thiên Chúa sẽ nhận biết ai là tín đồ của người. Sau đó chính vị đại diện trên thánh diện báo với Công giáo hoàng Innocent Đệ Tam ở La Mã là không một ai, bất kể thân phận, tuổi tác hay trai gái, được sống sót. Sau bị sai, đoàn quân xâm lăng tràn qua toàn vùng Languedoc. Các vùng như Bibigan, Nabon, Cacson, Thâu Lông lần lượt rơi vào tay đoàn quân này. Và bất cứ nơi nào đoàn quân đi qua cũng để lại dấu vết của cảnh tàn sát, máu đổ, chết chóc. Cuộc chiến này kéo dài trong 40 năm, ngày nay được biết dưới tên cuộc thập ác chinh Aubigen. Đây là cuộc thập ác chinh theo đúng nghĩa của nó. Chính giáo hoàng đã huy động cuộc thập ác chinh này. Đoàn thập ác quân mang dấu thập ác trên quân phục, như những thập ác quân ở Palestine trước đó. Phần thưởng cho họ cũng giống như phần thưởng cho những thập ác quân trong vùng đất thánh: được tha mọi tội lỗi, được giải tội, được bảo đảm một chỗ trên thiên đàng, và được làm
chủ tất cả những tài vật có thể chiếm đoạt được. Với lịch sử tàn bạo giết người Kitô không cùng niềm tin với người Công giáo của giáo hội Công giáo ngay từ đầu, chúng ta không thấy lấy gì làm lạ khi thấy Công giáo đã ra tay tàn sát những người tin lành trong thế kỷ 17, 18 và còn kéo dài cho đến ngày nay tại một vùng địa dư điển hình là ở Bắc Ái Nhĩ Lan. Tuy nhiên, ngày nay giáo hội Công giáo đã mất đi quyền lực thế tục nên ít còn khả năng giết người lạc đạo cũng như người ngoại đạo, nhưng lịch sử rất có thể tái diễn bất cứ ở nơi nào mà Công giáo nắm được quyền lực thế gian. Những cuộc giết người khác đạo của Công giáo trong thời cận đại điển hình là Balawit ở Croatia đã giết 700.000 người chính thống và Hipper ở Croatia, Ngô Đình Diệm giết hoặc cưỡng bách nhiều ngàn Phật tử và người ngoại đạo cải đạo ở Nam Việt Nam, và những kinh nghiệm để cho chúng ta luôn luôn phải đề phòng khi người Công giáo nắm được vị thế quyền. Aro Mahatan, tác giả cuốn Vatican Holocaust, cũng đã báo động trong cuốn sách nổi tiếng trên của ông những đoạn quyết về đức tin căn bản của Công giáo chưa bao giờ thay đổi chút nào cho đến nay, cũng như từ bao giờ sự chấp chặt của giáo hội Công giáo vào tính cách duy nhất của mình vẫn còn chắc như đá hoa cương. Cũng chính vì sự bất chấp chặt này mà đã xảy ra những tòa án xử dị giáo Croatia và chế độ độc tài Công giáo ở Nam Việt Nam. Nếu quá khứ là một dấu hiệu về sự thành hình những việc có thể xảy ra trong tương lai, thì khi nắm được cơ hội và trong một bối cảnh chính trị thích hợp, những tòa án xử dị giáo mới, những Croatia mới và Việt Nam mới sẽ lại được tạo ra hoài hoài. Khi nào, ở đâu và như thế nào thì chỉ có tương lai mới trả lời được. Trong thời Trung Cổ, giáo hội Công giáo ở vị thế quyền lực thế gian tuyệt đối. Giáo hoàng đứng trên vua chúa, giáo dục quần chúng nằm trong tay giáo hội. Nền giáo dục Công giáo, hay nói cho đúng hơn, chính sách nhồi sọ của giáo hội trên những đầu óc còn non dài đã khiến cho lớp trẻ mê mẩn với những điều giáo hội dạy về Công giáo, về thánh kinh, tuyệt đối tin vào những điều mê tín hoang đường. Thí dụ điển hình về chính sách nhồi sọ của giáo hội Công giáo đã đầu độc đầu óc lớp trẻ, đưa đến cuộc thập ác chinh của những đứa trẻ vị thành niên như chúng ta đã thấy sau đây. Cuộc thập ác chinh của những đứa trẻ. Sau đây là lời tường thuật cuộc thánh chiến của những đứa trẻ vị thành niên trong cuốn Các cuộc thập ác chinh. Thực ra đây không phải là một cuộc thập ác chinh theo đúng nghĩa của nó, mà chỉ là một thảm trạng bắt nguồn từ một niềm tin tôn giáo sai lầm mang tinh thần thập ác chinh của những trẻ vị thành niên bị đầu độc tư tưởng bởi những huyền thoại trong thánh kinh. Năm 1212, một sự việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thế giới đã xảy ra. Trẻ em Pháp và Đức đã tổ chức một cuộc thập ác chinh không được sửa soạn kỹ lưỡng cả, không có vũ khí và không có gì giúp chúng ngoài sự ngay thẳng ngây thơ của chúng. Vua Pháp là Philip đang ở Danzig thì một em bé trai chăn cừu 12 tuổi tên là Stephen ở vùng Lodzic gặp tặng bất tuân ngay cả lệnh vua, tuyên bố rằng trong một kiến giác ngày nay chúng ta gọi là ảo giác, Chúa Kitô đã hứa là biển sẽ khô cạn để cho Stephen và tất cả những ai theo hắn có thể hoàn toàn đi trên biển như đi trên đinh bộ tới Jerusalem, giống như câu chuyện hoang đường ngày xưa trong thánh kinh.
Hồng Hải đã mở ra cho Môi-se con người chăn cừu kia. Một vài giáo sĩ thất kinh về cái sự phỉ báng của đứa trẻ, nhưng kỳ thay, giáo hoàng Inconnaset Đệ Tam tuyên cáo là chính những đứa trẻ đặt chúng ta vào sự ô nhục. Một lời nói khuyến khích có ý nói là lòng tin của những đứa trẻ mãnh liệt hơn của chúng ta. Và chắc hẳn Stephen có một khả năng thuyết phục làm cho người ta ngỡ ngàng trước một người còn quá trẻ và vô học như Stephen. Trẻ em từ nhiều vùng trong nước Pháp tụm lại quanh Stephen, mang theo cờ xí trên có dấu cờ hiệu của vua. Đến tháng 6 năm 1212, ở nơi họp Vindome có tới 30.000 đứa trẻ tập hợp lại để bắt đầu cuộc tiến quân lâm ly với vùng đất thánh. Không có bản đồ và không có ngay cả lương thực, họ sắp sửa dự phần trong cái mà ta chỉ có thể gọi là một niềm tin thống thiết. Chúng ta không thể biết được có bao nhiêu em lẩn tránh được sự ngăn cấm của bố mẹ. Có thể các bậc cha mẹ nghe lời tán thán của giáo hoàng, sợ không dám tranh đua với sự chấp thuận của giáo hoàng. Có thể họ không có mấy quyền trong những địa hạt mà chính họ đã đi theo Boniface và Dan Dolo, hay tư lệnh trong cuộc thập ác chinh thứ tư Trần Trung Ngọc. Và có thể vì cái khả năng quyến rũ của Stephen đã khiến cho đám trẻ trai gái này trở thành điếc trước mọi lời khuyến trách. Dù sao thì đám trẻ này đã lên đường mùa hè năm đó. Có nhiều người lớn thuộc loại ăn bám nhặt bò, kể cả những linh mục bị lôi cuốn bởi cái sự ngây ngất truyền nhiễm này, và đi qua những vùng thua Lyon xuống tới Marseillais dọc đường kiếm ăn ở nơi nào có thể kiếm được. Nhưng mùa hè năm 1212 nóng một cách bất thường, mùa màng chưa gặt, thực phẩm và nước uống hiếm hoi vì hạn hán, nhiều em chết ở dọc đường trong khi một số khác tìm đường quay trở về quê. Sau cùng, khi số còn lại tới được Marseillais thì chúng bị thất vọng lớn vì thấy biển không khô cạn như đứa trẻ chăn cừu Stephen đã hứa để chúng đi tới vùng đất thánh. Sau vài ngày sống cực khổ ở hải cảng này, chúng được hai người lái buôn vô lương tâm đến tiếp xúc. Hai người này tên là Huynh de Jean và William de Bic, đề nghị chở đoàn trẻ này tới Palestine bằng 7 chiếc tàu, hoàn toàn miễn phí. Stephen vui vẻ nhận lời, coi đó như là cánh tay của Thiên Chúa cứu vớt chúng một cách huyền nhiệm. Những tàu này ra khơi nhưng đi xuống phía nam chứ không đi tới vùng đất thánh. Nơi tới là hải cảng bao ghi của dân Saracen, nơi đây tất cả các trẻ em Pháp này đều bị bán đi làm nô lệ. Người ta cho rằng trong số 30.000 trẻ em phát xuất từ Vendôme chỉ có một người duy nhất, một linh mục trẻ trở về được nước Pháp sau 18 năm bị làm nô lệ. Cái cơn sốt thập ác chinh này lan tới các trẻ em Đức. Chúng bị kích động bởi lời thuyết giảng của một em trai tên là Nicolas. Nicolas cũng nói với chúng về biển cả sẽ mở ra để chúng có thể an toàn bước qua tới Jerusalem. Quân đội của Nicolas ước lượng khoảng 20.000 đứa trẻ và những kẻ ăn bám tốt và xấu. Cái đoàn trẻ tả tơi này vất vả đi qua dãy núi Alps và hao hụt một cách đáng buồn bởi chết chóc và đào ngũ. Sau cùng cũng tới được Geno. Ở đây chúng bị một ông thống đốc
vì không muốn dung dưỡng một đám trẻ lộn xộn, đói khát và bệnh tật, đuổi đi không cho vào thành. Thế rồi, như những sinh vật không trong giấc mộng chết chóc, chúng lê lết xuống phía nam. Những viễn tượng về sự giải thoát thánh địa đã bị quên đi trong đói khát và hấp hối. Giáo hoàng Incomes đệ tam đã nói: chính những đứa trẻ đã đặt chúng ta vào vòng ô nhục. Ngài nói đúng như thực, dù có thể trong một nghĩa khác với ý định của Ngài, sự ô nhục thuộc chính giáo hoàng, vì đã không ngăn cấm sự phí phạm độc ác này. Cuộc thuộc các bậc cha mẹ đã vì để cho con cái ra đi, và thuộc các nông dân vì đã từ chối không cho bọn trẻ ăn ở, hoặc thuộc những người chấp chứa chúng để kiếm lời trên sức lao động nô lệ của chúng. Người ta ước tính trong số 20.000 trẻ em giữ cuộc hành trình để cứu những nước Kitô, trong không quá 2.000 được trở về nhà. Kể ra chúng còn tốt số hơn là những đứa trẻ Pháp. Có lẽ tôi cũng nên ghi thêm ở đây là Joseph Dinledin, trang 55, có một nhận định như sau về những cuộc thập ác chinh. Càng suy nghĩ về vấn đề này, tôi càng thấy cả 9 cuộc thập ác chinh đều là những cuộc thập ác chinh của trẻ con. Tất cả những người lính nông dân chất phác đó đều ngu tối như đám trẻ, mù quáng tuân theo sự cổ võ của các giáo hoàng để đi giết những người dân Ả Rập đang bảo vệ đất đai của họ. Đó là những sắc thái và đặc tính của những cuộc thập ác chinh, và thập ác chinh là sản phẩm đặc thù của Công giáo La Mã ở Âu Châu. Khi các giáo hoàng ở vị thế nắm quyền thế gian, dùng quyền hành và khai thác lòng mê tín dị đoan của các tín đồ, gây ra những cuộc tàn sát khủng khiếp, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, để chiếm đất giành dân, tưởng chúng ta cũng nên biết thêm vài chi tiết về những sự kiện xung quanh các cuộc thập ác chinh. Tháng 4 năm 1095, một trận mưa thiên thạch lớn rơi xuống Âu Châu, giám mục Gilbert ở Lisieux diễn giải đó là dấu hiệu của Thiên Chúa kêu gọi một cuộc thập ác chinh chiếm lại thánh địa ở miền Đông. Đến tháng 11 năm 1095, giáo hoàng Urban đệ nhị triệu tập một cộng đồng ở Salomon, Auvergne để phát động cuộc thập ác chinh thứ nhất. Trong bài diễn văn đầy nảy lửa, giáo hoàng nói: ngày tận thế đã gần kề, ngày cáo chung của tên chống chúa cũng sắp tới. Tuy nhiên, nếu hắn tới, hắn sẽ không thấy một tín đồ Kitô nào ở thánh địa đang ở trong tay Hồi giáo, vì ngày nay không còn ai có thể ở đó mà chống hắn. Rồi giáo hoàng đưa ra nhiều hứa hẹn với đám giáo dân thấp kém, như ban ơn toàn xá và cho vé lên thiên đường nếu chết trận, hứa sẽ săn sóc gìn giữ của cải của các chiến binh để lại hậu phương, điều mà giáo hoàng không hề giữ lời. Được giữ những tài vật chiếm được, và thất nhất là được quyền cướp những thánh tích trong các mộ thánh tử đạo, điều này rất hấp dẫn đối với dân Âu Châu, vì họ đang sống trong một thời đại mà bất cứ cái gì còn lại của các thánh hay đã được các thánh sợ tới đều được tin là có những năng lực siêu nhiên. Jerusalem không những chỉ là miền đất mà các thánh đã đi qua đi lại, mà chính Giêsu hiện thân của Thiên Chúa cũng đã từng đi trên miền đất đó, chết đi và sống lại ở đó đối với những giáo dân và những kẻ đi thu thập thánh tích cho những nhà thờ giáo xứ để thờ phụng. Thì không còn gì hấp dẫn hơn là Jerusalem,
vì ở đó có ngọn thánh giáo đã đâm lên bên cạnh sườn Giê-xu, có cây thánh giá mà Giê-xu bị đóng đinh trên đó, có xá lỵ của John the Baptist, thân thể của thánh Georg, những mảnh đá trong mộ Chúa và ngay cả nước sông Jordan mà Giê-xu con Thiên Chúa đã được rửa tội trên đó. Người Công giáo thời đó tin rằng nước sông Jordan mà Giê-xu rửa tội trên đó không có chảy đi đâu hết, vẫn còn nguyên vì ở chỗ cũ Trần Trung Ngọc. Hơn nữa, trong thế kỷ 11, vì để tự cứu linh hồn, họ có thể ăn cắp bất cứ cái gì để tránh bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dưới hỏa ngục mà các linh mục đã bảo họ là đã liếm mỏi bước chân của họ. Trong nhiều tháng tiếp theo, giáo hoàng đích thân cổ động và ra lệnh cho các giám mục, linh mục trong các giáo xứ địa phương ở Âu Châu cũng phải cổ động cho cuộc thập ác chinh này. Giáo dân khắp nơi reo hò cuồng nhiệt, Thiên Chúa muốn thế. Rất nhiều kẻ trộm cướp sát nhân được thoát khỏi vòng lao lý với điều kiện là chuộc tội bằng cách làm đổ máu dân ngoại đạo. Trên đây chỉ là vài nét về những cuộc thập ác chinh của Công giáo La Mã. Trước những sự thật lịch sử đen tối bạo tàn của giáo hội Công giáo mà chính giáo hoàng John Paul đệ nhị ngày nay và tòa thánh Vatican đã thú nhận, tôi xin đặt một câu hỏi cho các tín đồ Công giáo Việt Nam: có thật là quý vị đang ở trong một hội thánh hay không? Và quý vị có tin rằng cái lịch sử ô nhục của hội thánh Công giáo kéo dài suốt 2000 năm hoàn toàn không dính líu gì đến niềm tin của quý vị không? Muốn trả lời câu hỏi này, quý vị cần biết rõ, thật ra những cuộc thập ác chinh của Công giáo không chỉ có mục đích giết dân Ả Rập mà còn giết những người Do Thái và giết luôn cả những người Kitô giáo khác không có cùng quan điểm tôn giáo với Công giáo. Như chúng ta đã thấy trong các cuộc thập ác chinh Auberghen mô tả ở trên, cuộc thập ác của Công giáo đã nhận chìm Âu Châu trong vòng chiến tranh tàn sát suốt hai thế kỷ 11 và 12, dài gần 200 năm. Nhưng ngoài sách lược tiêu diệt văn hóa nhân loại và các cuộc thập ác chinh lịch sử Công giáo La Mã còn một vết nhơ vĩ đại khác, đó là những tòa án xử những người dị giáo khác đạo hay những người mà giáo hội kết là tội lạc đạo, nghĩa là không công nhận quyền lực của giáo hoàng và của hàng giáo phẩm, những người Do Thái và cả những người theo Kitô giáo nhưng không cùng tín ngưỡng với Công giáo. Những tòa án xử dị giáo này kéo dài hơn 500 năm và đã làm cho trên 11 triệu người chết vì tra tấn bởi những hình cụ khủng khiếp nhất phát minh bởi những tín đồ Công giáo vì thiêu sống, vân vân. Tôi sẽ đi vào chi tiết của những hành động dã man tàn bạo nhân danh Chúa của các tòa án xử dị giáo Công giáo trong một phần sau qua một số tài liệu lịch sử. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Clip sau mình sẽ làm nhiều hơn. Clip này xin tạm dừng ở đây. Xin chào tạm biệt các bạn. Những hành động dã man tàn bạo nhân danh Chúa của các tòa án xử dị giáo Công giáo trong một phần sau qua một số tài liệu lịch sử. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Clip sau mình sẽ làm nhiều hơn. Clip này xin tạm dừng ở đây. Xin chào tạm biệt các bạn.